Cú sốc của gã trộm khi leo lên xe đạp điện. Những năm gần đây, xe đạp điện dần trở thành phương tiện tham gia giao thông chính của rất nhiều người. Đối với học sinh, sinh viên, xe đạp điện gần như là thứ tài sản và cũng là món đồ trang sức. Tuy nhiên, chủ nhân của nó dường như chưa đánh giá đúng giá trị thực của loại tài sản này để có biện pháp bảo vệ, quản lý thỏa đáng. Vì thế, vô hình trung đã tạo điều kiện cho những đối tượng trộm cắp ra tay khi mở treo miệng mèo. Thế nhưng có lẽ sau lần này, kẻ trộm về sẽ ám ảnh bởi mình gặp vận đen mà người dí mình lại là phụ nữ. Câu chuyện sau xảy ra ở khu vực Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Theo camera một tiệm spa cho thấy một thanh niên phát hiện chiếc xe đạp điện dựng trước. Tên này thản nhiên dắt xe leo lên bỏ chạy. Tưởng mọi chuyện xảy ra êm đẹp, nào ngờ trong tiệm hai chị gái lao ra tri hô và dí theo gắt gao. Điều này làm thanh niên sợ mất mật bỏ xe chạy thoát. Để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm thì trước hết phải làm tốt công tác phòng ngừa. Bản thân mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, hạn chế đến mức thấp nhất điều kiện cho người khác phạm tội. Có như vậy không chỉ bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.